chào các em, mời các em ngồi xuống. Như em hãy bắt một bài hát để cả lớp cùng hát với nhau. Bát trường bát đều. Ở tiết học trước các em đã học bài mở rộng vốn từ về chủ đề Tổ quốc. Hôm nay thầy sẽ kiểm tra bài cũ các em theo nhóm 3. Yêu cầu của thầy là các em hãy tìm những từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc. Thầy sẽ mời 3 nhóm 3 làm việc trên bảng nhóm. Các nhóm còn lại các em hãy thảo luận và làm trên nháp. Thầy mời nhóm đầu tiên, nhóm của Nguyên. Thầy mời nhóm thứ 2. Và thầy mời nhóm em. Các em có thời gian là 2 phút để bắt đầu làm bài. Các em đã hết thời gian làm việc, thầy đề nghị ba nhóm các em mang bài làm của mình lên bảng để chúng ta cùng nhau quan sát rồi nhận xét. Em viết rồi ra. Cả lớp hãy quan sát lên bảng rồi nhận xét kết quả làm bài của các bạn. Thầy mời Ngọc. Thầy cảm ơn em đã nhận xét như thế rất là chính xác. Có bao nhiêu nhóm đã tìm được những từ đồng nghĩa giống như nhóm bạn? Như vậy là phần kiểm tra bài cũ thì thấy các em đã tìm rất đúng những từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc. Em nào có thể cho thầy biết từ đồng nghĩa là những từ như thế nào? Thầy mời Nhi. Dạ thưa thầy, từ đồng nghĩa là từ cùng chỉ một sự vật, hoạt động, trạng thái hay tính chất. Thầy cảm ơn em. Như vậy là qua phần kiểm tra bài cũ thì thầy nhận thấy rằng là các em đã nắm được kiến thức bài cũ rất tốt. Các em ở tiết trước các em đã biết được thế nào là từ đồng nghĩa hoàn toàn, từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Ở tiết luyện từ và câu hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn các em luyện tập về từ đồng nghĩa để giúp các em nắm được sắc thái của từ, hiểu từ, vận dụng từ để chúng ta viết một đoạn văn miêu tả. Thầy mời Huyền đọc yêu cầu bài tập số 1. Bài số 1, tìm những từ đồng nghĩa trong đoạn văn câu. Chúng tôi kể chuyện về mẹ của mình. Bạn Hùng quê Nam Bộ gọi mẹ bằng má. Bạn Hòa gọi mẹ bằng ô. Bạn Nam, bạn Thắng gọi mẹ là bố. Bạn Thành quê Phú Thọ gọi mẹ là hồng. Bạn Nam gọi mẹ là bụ. Còn bạn Phước, người Huế lại gọi mẹ là mạ. Ở bài tập 1 này thì thầy sẽ yêu cầu các em làm việc vô vở của mình bằng cách là các em ghi những từ đồng nghĩa có trong đoạn văn này vào vở. Để chúng ta tiện sửa bài thì thầy sẽ mời một em lên bảng làm bằng cách là gạch chân dưới những từ đồng nghĩa có trong đoạn văn. Và thời gian làm việc của các em là 2 phút. Thầy mời Thùy Dung lên bảng làm.
đã hết thời gian làm việc. Các em hãy quan sát lên bảng và cho thầy biết bạn đã tìm được những từ đồng nghĩa nào. Thầy mời Tuyền. Thưa thầy, bạn đã tìm được những từ đồng nghĩa là mẹ, má, cô, bằng, mũ, mà. Rất đúng. Và cho thầy biết trong đoạn văn này có bao nhiêu từ đồng nghĩa. Thầy mời Bảo Ninh. Dạ thưa thầy, ở trong đoạn văn này có 7 từ đồng nghĩa. Vậy bao nhiêu em đã tìm được 7 từ đồng nghĩa? Cả lớp đều làm đúng bài tập 1, thầy có lời khen ngợi các em. Các em hãy cho thầy biết những từ đồng nghĩa trong đoạn văn này cùng chỉ về đối tượng nào. Thầy mời Nhi. Dạ thưa thầy, những từ đồng nghĩa trong đoạn văn này cùng chỉ về đối tượng là mẹ. Đúng rồi, đó là người trực tiếp sinh ra chúng ta. Vậy ta gọi những từ đồng nghĩa này là những từ đồng nghĩa như thế nào? Thầy mời Huyền. Thưa thầy, những từ đồng nghĩa này là những từ đồng nghĩa hoàn toàn. Rất đúng. Các em hãy cho thầy biết ở nhà các em gọi người trực tiếp sinh ra mình là gì? Thầy mời Tuyền. Thưa thầy, ở nhà em gọi người trực tiếp sinh ra em là mẹ. Thế ai có gọi cách khác không? Thầy mời em, ở nhà em gọi người trực tiếp sinh ra em là gì? Thưa thầy, ở nhà em gọi người trực tiếp sinh ra em là má. À, như vậy thì các em thấy tất cả những từ này mẹ, má, u, bu, bầm, bủ, mạ đều chỉ người trực tiếp sinh ra chúng ta. Tuy nhiên nó sẽ có cái sự khác nhau là tùy theo ở địa phương thì có cách gọi khác nhau. Chỉ với mỗi hình ảnh của người mẹ thôi mà đã có biết bao nhiêu từ để diễn tả. Tiếng Việt của chúng ta vô cùng phong phú và đa dạng, phải không các em? Phong phú và đa dạng như thế nào thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp qua bài tập số 2. Thầy mời Huyền đọc yêu cầu bài tập số 2. Xếp các từ cho dưới đây thành những nhóm từ đồng nghĩa: bao la, lung linh, vắng vẻ, hiu quạnh, long lanh, lóng lánh, mênh mông, vắng teo, vắng ngắt, bát ngát, lấp loáng, lấp lánh, hiu hắt, thênh thang. Ở bài tập 2 này thì thầy sẽ tổ chức cho cả lớp chúng ta thảo luận theo nhóm 6. Thầy đề nghị 3 dãy cử đại diện lên nhận bảng nhóm và thẻ từ về phát cho các bạn. Em 3, bạn Nhật Minh 4. Rồi, cái này em phát cho các bạn. Các em hãy thảo luận và bàn bạc với nhau để xếp 14 từ mà thầy đã gửi các em giống như ở bài tập 2 thành những nhóm từ đồng nghĩa. Thời gian làm việc của các em là 3 phút. Bắt đầu. À, nhóm nào các em đã thảo luận xong mà các em hãy dán sản phẩm của mình lên bảng. Các nhóm đã trình bày xong phần việc của nhóm mình. Các em hãy nhìn lên bảng và chúng ta hãy cùng nhau nhận xét. Cho thầy biết nhóm 1 đã xếp những từ ở bài tập 2 thành những nhóm từ đồng nghĩa như thế này, có đúng chưa? Thầy mời Nhi. Dạ thưa thầy, nhóm 3
Rồi, ai đồng ý với ý kiến của bạn Nhi? À, như vậy chúng ta đã xếp đúng rồi. Bây giờ cho thầy hỏi, mời đại diện nhóm 1. Vì sao các em lại xếp từ bao la mênh mông bát ngát thênh thang vào chung một nhóm? Thưa thầy, vì 4 từ này đều có nghĩa chung là rộng. À, bạn trả lời như thế các em có đồng ý không? Ai đồng ý giơ tay lên. Rồi, như thế rất tốt, thì mời Hân ngồi xuống. Nhóm nào có thể cho thầy biết những từ long lanh, lóng lánh, lấp lánh, lấp loáng và lung linh? Tại sao các em lại xếp chúng vào chung một nhóm? Thầy mời Huyền. Thưa thầy, chúng em xếp các từ long lanh, lóng lánh, lấp lánh, lấp loáng vào chung một nhóm vì chúng có nghĩa chung là sáng. À, em trả lời như thế rất là đúng, thầy mời em ngồi xuống. Thế tại sao các bạn lại xếp các từ hiu quạnh, hiu hắt, vắng vẻ, vắng teo và vắng ngắt vào chung một nhóm? Ai có thể giải thích được? Thầy mời Nhi. Dạ thưa thầy, vì chúng đều có nghĩa chung là vắng. À, thầy mời em ngồi xuống. Như vậy nhóm 1 đã xếp đúng những từ ở bài tập 2 thành 3 nhóm từ đồng nghĩa. Bây giờ các em hãy quan sát xem các nhóm khác đối chiếu kết quả với nhóm 1, xem có nhóm nào làm giống hoặc làm khác không. Thầy mời Nhi. Dạ thưa thầy, dạ, em thấy bạn nhóm các nhóm 4 đã làm khác với nhóm bạn hơn của bạn. À, như vậy thì mời đại diện nhóm 4 giải thích vì sao em lại xếp các từ trên thành 4 nhóm từ đồng nghĩa. Thưa thầy, em thấy từ hiu hắt và từ hiu quạnh đều có tiếng gốc là hiu, cho nên em xếp chúng thành nhóm. Mình giải thích như thế các em có đồng ý không? Thầy mời Huyền. Dạ thưa thầy, em không đồng ý. Vì sao? Em có thể cho một ví dụ. Em ví dụ vắng vẻ và vắng teo. Vắng vẻ là còn lác đác một vài người, vắng teo là không còn một bóng người. Vì vậy chúng ta từ đồng nghĩa không hoàn toàn. À, thì cảm ơn em. Thế ai còn ý kiến bổ sung khác không? À, thầy mời em. Thầy cảm ơn em. Vậy ai có thể cho thầy biết những nhóm từ đồng nghĩa trên đây là những nhóm từ đồng nghĩa như thế nào? Thầy mời Hải. Thưa thầy, nhóm từ đồng nghĩa trên đây là những nhóm từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Đúng rồi, đó là những nhóm từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Các em hãy cho thầy biết đối với những từ đồng nghĩa không hoàn toàn, khi sử dụng thì chúng ta cần phải lưu ý điều gì? Thầy mời Nhật Minh. Thưa thầy, đối với những từ đồng nghĩa không hoàn toàn, khi sử dụng chúng ta cần phải cân nhắc lựa chọn sao cho đúng. Đúng rồi, và đấy chính là mục tiêu mà chúng ta cần phải đạt được. Thầy mời bạn Nhung đọc yêu cầu bài tập số 3. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu, trong đó có dùng một số từ đã nêu ở bài tập. Em nào hãy cho thầy biết bài tập 3 có những yêu cầu nào? Thầy mời Tuyền. Thưa thầy, bài tập 3 có những yêu cầu là viết một đoạn văn khoảng 5 câu, đó có dùng một số từ để nêu ở bài tập 2. Ngoài những yêu cầu trên, khi viết đoạn văn miêu tả, các em cần phải lưu ý thêm những điều sau. Thứ nhất, đoạn văn của em phải có ý mở đoạn, ý kết đoạn, ý trong đoạn phải liên kết với nhau. Và các em lưu ý khi làm bài xong thì các em nhớ gạch trên dưới những từ ở bài tập 2 mà các em đã sử dụng để miêu tả. Nếu còn thời gian thì các em có thể trao đổi với bạn bên cạnh để các em học hỏi thêm những nét hay của bạn. Thời gian làm việc của các em là khoảng 10 phút. Thầy sẽ mời hai bạn làm trên bảng nhóm để chúng ta tiện quan sát và sửa bài. Các em còn lại thì các em làm vào giấy mà thầy đã gửi sẵn cho các em. Các em bắt đầu làm bài.
Các em đã hết thời gian làm việc. Thầy mời Thanh Tuyền mang bài của mình lên. Để thầy chịu giúp cho em. Các em hãy đọc thầm theo bạn Tuyền, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nhận xét. Thưa thầy, em đọc: trước nhà tôi là con đường điện biên phủ rộng mênh mông. Lúc hoàng hôn, cả mặt đường lấp loáng trong ánh đèn của hàng trăm ô tô và xe máy đang nối đuôi nhau xuôi ngược trên đường. Càng về khuya, xe cộ qua lại chưa dần, con đường trở nên vắng vẻ. Bầu trời cao với những ánh sao lung linh bao trùm cả thành phố. Bây giờ con đường bé lên. Hãy quan sát và cho thầy biết đoạn văn bạn miêu tả có bao nhiêu câu. Thầy mời Hoàng Anh. Thầy, đoạn văn bạn Tuyền miêu tả có 5 câu. Em trả lời đúng rồi, mời em ngồi xuống. Thế bạn đã sử dụng bao nhiêu từ ở bài tập 2 để miêu tả? Thầy mời Nhi. Thưa thầy, bạn Tuyền đã dùng 4 từ ở bài tập 2 để miêu tả, đó là những từ mênh mông, lấp loáng, vắng vẻ, lung linh. Các em hãy quan sát ở câu thứ nhất. Bạn Tuyền đã sử dụng từ mênh mông để miêu tả con đường, có thích hợp chưa? Thầy mời Trang. Thưa thầy, từ mênh mông để bạn Tuyền miêu tả con đường không thích hợp. Vì sao em lại nói như thế? À, thầy cảm ơn em. Thế em nào có thể sửa được thay từ mênh mông bằng từ khác? Thầy mời em. Thầy, em sửa từ mênh mông bằng từ sinh thái. Vì sao em lại sửa như thế? Vì sinh thái là rộng rãi, khoái, cái cảm giác dễ chịu. À, em sửa như thế rất đúng. Thầy mời em ngồi xuống. Hãy quan sát ở câu thứ hai và cho thầy biết bạn sử dụng từ lấp loáng để miêu tả có thích hợp không? Thầy mời Nhật Minh. Rồi, thầy cảm ơn em. Còn câu này: con đường càng về khuya xe cộ qua lại thưa dần, con đường trở nên vắng vẻ. Bạn sử dụng từ vắng vẻ miêu tả như thế có thích hợp không? Thầy mời Mỹ Dung. Thầy, bạn dùng từ vắng vẻ để miêu tả thích hợp. Thầy cảm ơn em. Thế còn câu: bầu trời cao với những ánh sao lung linh bao trùm cả thành phố. Từ lung linh bạn sử dụng như thế có thích hợp không? Thầy mời Mai Hoa. Rồi, thầy cảm ơn các em. Các em hãy đọc câu cuối cùng: bây giờ con đường nhỏ bé hơn. Các em thấy ý bạn miêu tả như thế có đúng chưa? Thầy mời Hoàng Anh. Thầy cảm ơn các em. Khi mà càng về khuya thì con đường trở nên vắng vẻ hơn. Như vậy lúc đó các em cảm giác con đường rộng ra hay là nhỏ hơn? Thầy mời Nhi. Dạ thưa thầy, lúc đó em cảm thấy con đường nhỏ bé hơn. Các em nhận xét như thế là đúng rồi. Nhưng mà ở câu cuối, bây giờ con đường trở nên nhỏ bé hơn, thì theo thầy, khi mà về khuya con đường trở nên vắng vẻ thì lúc đó chúng ta có cảm giác như con đường sẽ rộng ra hơn chứ không phải là nhỏ bé hơn. Nhìn chung thì bạn Thanh Tuyền đã thực hiện đúng cái câu bài tập 3. Bài tiếp theo chúng ta hãy xem bạn Dung miêu tả về chủ đề như thế nào. Thì mời bạn Dung. Các em hãy đọc thầm theo Nhung, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nhận xét. Thưa thầy, em đọc: nắng, nắng lên, những giọt sương trên lá cỏ lóng lánh như những viên kim cương đủ sắc màu. Nắng nhuộm vàng cả cánh đồng mênh mông bát ngát. Nắng làm ửng hồng đôi má cái cô gái đang lon khon dập lúa. Nắng xuyên qua tán lá, nhảy nhót trên con đường vắng vẻ. Nắng trôi trên sông, chở những ước mơ của tôi về trên trời xa xít. Hãy cho thầy biết bạn đã sử dụng bao nhiêu từ ở bài tập 2 để miêu tả. Thầy mời Bảo Ninh. Dạ thưa
Thầy cảm ơn em. Trong bốn từ mà bạn đã sử dụng, có những từ nào đồng nghĩa với nhau không? Thầy mời Quyên. Thầy, trong đầu năm của bạn có từ đồng nghĩa là mênh mông, bát ngát. Thầy cảm ơn em. Theo các em, từ mênh mông và bát ngát bạn đã sử dụng miêu tả như thế có phù hợp với ngữ cảnh không? Thầy mời Nhật Minh. Thầy, mênh mông, bạn tả mênh mông, bát ngát như thế rất phù hợp với ngữ cảnh. Em nhận xét như thế là đúng. Vậy các em hãy cho thầy biết từ vắng vẻ bạn miêu tả như vậy có phù hợp không? Thầy mời Trang. Thầy, từ vắng vẻ bạn sử dụng để tả rất phù hợp. À đúng rồi, các em nhìn thấy đấy, những sự vật như là cánh đồng, con đường vắng vẻ, dòng sông và các cô thiếu nữ được bạn quan sát rồi miêu tả bằng sự liên tưởng rất là hồn nhiên. Bạn đã thấy nắng nhảy nhót trên con đường vắng vẻ, bạn thấy được nắng chở ước mơ của mình về nơi chân trời xa tít. Và cái hay của bài Nhung là em đã biết vận dụng từ đồng nghĩa mênh mông và bát ngát để miêu tả rất thích hợp. Cái hay nữa là bạn biết kết hợp sự so sánh và nhân hóa để làm cho đoạn văn mình sinh động và giàu hình ảnh hơn. Thầy đề nghị cả lớp chúng ta hoan hô bạn Nhung, chàng pháo tay thật lớn. Qua hai bài sửa chung thì thầy nhận thấy các em đã thể hiện khá thành công yêu cầu của bài tập 3. Trong quá trình các em đã trao đổi bài với bạn thì các em đã phát hiện bài nào hay, chúng ta hãy giới thiệu để cả lớp cùng nghe. Thầy mời Hoàng Anh. Thưa thầy, hồi nãy có trao đổi bài với bạn Mỹ Dung, em thấy bài của bạn Mỹ Dung rất giàu hình ảnh. Thầy mời Mỹ Dung hãy đọc cho cả lớp cùng nghe. Thưa thầy, em đọc: phố đêm trời vừa sẫm tối, cả thành phố lên đèn, ánh đèn lấp lánh chạy mãi về phía trên trời xa, từng dòng người qua lại nằm trên con đường đọc tên ngay trước nhà tôi, trở nên chật hẹp hơn. Dưới ánh đèn, từng đôi nam nữ với đủ sắc màu quần áo thân thả hướng về chợ Bến Thành. Càng về khuya, xe cộ qua lại khu rừng, thành phố vắng vẻ chìm dần vào giấc ngủ. Nghe xong rồi, các em có nhận xét gì không? Thầy mời Nhi. À, Dung hãy cho Nhi mượn bài để bạn đọc lại. Mình có điều thắc mắc muốn hỏi bạn là tại sao bạn lại tả ánh đèn lấp lánh chạy mãi về phía chân trời xa, mà bạn không tả là ánh đèn lấp lánh chạy mãi về phía chân trời xa. Mình không tả lấp lánh vì lấp lánh là đường sáng, rất là không nhiều và rất rõ rất mất. Tả lấp lánh là sáng không lanh và tả lên nhiều tiếng như. Cảm ơn bạn. Nhìn chung thì bài của Mỹ Dung em đã sử dụng từ rất phù hợp với ngữ cảnh, viết đúng yêu cầu của bài tập 3. Thầy có lời khen ngợi Mỹ Dung. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau đến với một bạn khác. Ai có thể giới thiệu bài làm của bạn? Thầy mời Nhật Minh. Thưa thầy, hồi nãy em đã trao đổi bài với bạn Quyên. Bạn Quyên, em thấy bài của bạn rất hay. Thầy mời Quyên lên đọc bài cho các bạn cùng nghe. Cảnh đồng Quyên, sáng sớm ốc mặt trời nhô lên khỏi cánh đồng xanh mênh mông, từng đợt gió se lạnh thoảng qua khẽ lay động cành lá, để lộ những giọt sương long lanh trong nắng sớm. Trên bầu trời rộng bao la, từng đám mây trắng những nhơ rơi, cảnh vắng vẻ tan dần, cả cánh đồng vang lên tiếng cười, tiếng nói rôn rã. Thầy cảm ơn em. Nghe xong rồi các em có nhận xét gì về bài làm của bạn Quyên? Thầy mời Bích Liên. Còn em nào có nhận xét khác không? Thầy mời Mấy Hoa. Thầy cảm ơn em. Chúng ta đã sửa bài được 4 bạn. Thì thầy nhận thấy rằng là các em đã thể hiện khá thành công yêu cầu bài tập số 3. Hai bạn thể hiện xuất sắc. Thì thầy thấy là bài của bạn Nhung em đã thể hiện rất xuất sắc, không mắc lỗi từ nào cả và có rất nhiều sáng tạo. Em xứng đáng nhận được điểm 10. Riêng bạn Thanh Tuyền thì em vẫn còn mắc lỗi ở từ mênh mông và ý câu cuối cùng, cho nên là em nhận được điểm 9. Ngoài ra thầy có lời khen ngợi bạn Mỹ Dung và bạn Quyên, bài làm của em cũng rất thành công. Những bạn khác thì thầy không có dịp sửa, các em giờ ra chơi hoặc giờ về các em trao đổi với nhau để học hỏi thêm. Tiết học hôm nay
các em đã được học bài luyện tập về từ đồng nghĩa. Vậy các em hãy cho thầy biết, ở bài tập 1 và bài tập 2 chúng ta đã tìm được những từ đồng nghĩa có gì khác nhau? Thầy mời Nhật Minh. Thưa thầy, ở bài tập 1 và bài tập 2, bài tập 1 thì cho chúng ta biết là từ đồng nghĩa của mình quài, còn bài tập 2 là từ đồng nghĩa không mình quài. Em trả lời rất chính xác. Về kết thúc tiết học này, thầy hy vọng rằng các em sẽ cố gắng tích cực học tập hơn nữa. Về nhà, các em chuẩn bị tiết luyện từ và câu tiếp theo. Tiết học hôm nay của chúng ta đến đây kết thúc. Thầy mời các em nghỉ. Học xong.